vậy mà cứ ngỡ là bánh xèo không thôi. Ai có ngờ đâu là cả một cái resort để đây rồi. Cả một cái resort. Trời ơi, một cái thuyền. Ngồi đi thuyền cá luôn. Ngồi đi anh em. Ok anh em. Đây ngồi là đây gì vậy anh? Dạ. Ủa, cái gì ngon ăn với bánh mì sao mà em ngồi luôn. Dạ dạ em cảm ơn anh. Rồi ngồi xuống. Thôi ngồi dưới đây nè. Ủa? Tự trọng ở đâu tự trọng. Tự trọng ở đâu tự trọng. Trời ơi. Trời có quẹt nữa nè. Để sao anh đây tham quan một chút xem nào. Trời ơi. Trời ơi. Để tao lấy gà cho anh. Chắc gà vô kho. Rửa tay với nước rửa tay Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Ngoài cái việc là các bạn đã chọn được những cái phụ kiện hợp với đội của mình ha, thì đội Nam Kỳ Lục Tỉnh vì là người chiến thắng phần thi này cho nên các bạn còn có được một bữa ăn thịnh soạn trưa nay. Xin chúc mừng các bạn. Chúng tôi đã chơi rất là vui, tại Eco rất là thoải mái. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mang lại tiếng cười cho quý vị. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. SOS. Trời ơi, mệt quá. Em ơi, Lifebuoy chưa? Chưa. Thì Lifebuoy đi. Ok. Đầu tiên á là mình phải rửa tay sơ qua về nha. Đó, tay phải ướt trước. Dạ dạ dạ, ok. Biết tiếng chi không? Dạ, tay ướt vậy? Để ướt được ăn tại vì chơi thua quá. Ướt đi. Cầu nguyện thôi chứ sao giờ. Cầu nguyện nha. Tuyệt vời. Rồi. Sao mà mình thua hoài vậy, thôi mình rửa tay đi, mình gọi là đúng rồi, đổi vận đi. Mà rửa tay là gác kiếm luôn em. Ủa vậy hả? Bớt sống ác lại. Sáng giờ mình sống ác quá, mình đi hoài mà mình rửa tay chi vậy anh? Mình rửa tay mình cũng đâu được ăn đâu giờ. Đó, mình không được ăn, ý là đội thua cũng có cái phần ăn. À vậy đó ha. Ăn đòn. Ăn đòn. Không, nhiều khi là cái trái cây giả hồi nãy mình hái là mình được ăn cái đó đó. Nhiều khi ăn nha. Ăn năn hối lỗi luôn. Bởi vậy là sạch khuẩn nha. Dạ. Yeah. Nè, sạch khuẩn nè. Bảo vệ phải 99.9% vi khuẩn. Wow. Rồi rửa đi. Xong. Wow. Chụp 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 chụp. Thôi bây giờ vô ăn ha. Dạ rồi. Đi thôi. Vào đi, vào, đây, cái đường này vào. Đội mình thắng hay thua? Đội mình thắng to. Đây. Mình có quyền hải sản luôn. Vậy mà cứ ngỡ là bánh xèo không thôi. Ai có ngờ đâu là cả một cái resort để đây rồi. Cả một cái resort. Trời ơi, một cái thuyền. Ngồi đi thuyền cá luôn. Ngồi đi anh em. Ok anh em. Đây ngồi là đây gì vậy anh? Dạ. Ủa, cái chỗ ngồi ngon ăn với bánh mì sao mà em ngồi luôn. Dạ dạ em cảm ơn anh. Rồi ngồi xuống. Thôi ngồi dưới đây nè. Ủa? Tự trọng ở đâu tự trọng. Tự trọng ở đâu tự trọng. Trời ơi. Trời có con quẹt nữa nè. Ôi ngon thế. Ủa, mình đợi nào? Ủa, sao chị với em? Đợi ý là đợi nào? Đợi thắng. Ngồi. Để sao anh đây tham quan một chút xem nào. Trời ơi. Trời ơi. Để tao lấy gà cho anh. Chắc gà vô kho. Ủa lên đi. Thôi được rồi, ăn thôi. Thôi mình ăn thôi. Mời cả nhà nha. Ngại quá nhưng cũng phải biết ăn thôi chứ biết sao giờ. Đội thua thì các bạn có cơm trắng. Wow. Ăn ngon. Với các loại trái cây, dưa hấu, chuối, xoài chín. Trời ơi.
Trời ơi. Này em thích ăn. Trời ơi, trời ơi. Nhất lên. Đúng ý, hiểu đúng ý à? Đúng ý, đúng ý, đúng ý. Đặc biệt các bạn thắng trong thử thách thảy củ tỏi, cho nên là các bạn có thêm được một chai nước mắm ớt tỏi Lý Sơn. Quá tuyệt vời. Còn gì bằng chỗ ta. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Ở miền Tây là ăn cơm nguội với lại nước đá chứ khô với trái cây á. Cho miếng nước đá em. Ăn miếng đá luôn đi à. Khô. Sẵn á. Cho nên anh thôi ăn trái cây rồi đi. Dạ. Tạm tạm thôi. À, anh em tôi đang ngồi nè, tới ăn đi. Trời ơi, bên anh có cá tra ăn, bên tôi có na tra. Bên tôi có na tra. À, na tra là na tra. Mẹ cha ta là na tra. Tự nhiên đi ăn cái làm cái môi xí mũi. Ừ. Sao ta? Lát nó trôi hết rồi làm sao? Có ăn được gì đâu mà không làm môi. Có ăn được gì đâu mà không làm môi. Thôi, vô. À, mời cả nhà, mời cả nhà. Chào mừng các bạn đến với bữa ăn thanh đạm của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ăn kiêng. Cái này gọi là... Trời, không lẽ đây là sự thật? Lấy miếng gà ta ăn nè, chấm với ớt nè. Xoài xoài. Gà ngon quá, hơi chua. Trời, bên tôi cũng có dưa hấu thả vườn vậy. Nhưng mình được uống nước không ạ? Biến đạm quá. Trời, chuối đồng tảo nè. Ngon bẹo. Một miếng đi. Tôi xin một cục coi nha. Dù gì cũng chỉ là... Chỉ cho em ngửi thôi á. Ngửi thôi hả? Chưa đồ ăn nhiều vậy mà ăn không hết tội chứ. Quý em lắm cho em ngửi nha, ngửi thử coi. Thơm không? Thơm hả? Ngon hả? Tệ chắc quá. Chắc bổ lắm á. Càng hửi càng thấy tệ thôi. Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng. Em ơi, ăn gà kho sàn kho kho kho. Wow. Ăn gà kho sàn kho kho kho. Wow. Chị bên này chị cho một cục. Đền. Ăn cà rốt bí mật thôi, đừng có chia sẻ với ai khác. Này cho một cái này nữa. Anh yêu quá vậy. Để tiêu hóa. Ôi yêu quá. Này cho một cái này nữa. Ăn yêu quá vậy. Để tiêu hóa. Ôi yêu quá. Anh ơi. Anh ơi. Gì vậy? Em lấy cục này về cho bốn người mình ăn đó. Wow. Em lấy cục này về cho bốn người mình ăn đó. Wow. Mọi người chia ra đi. Quá nha. Mình bỏ đây cho nước là nước đạm mới ra. Bỏ đây cho nước là nước đạm mới ra. Đạm. Xong rồi cái mình húp nước. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Mình ăn hết cái nước này, cái mình chế nước cho mình kho tiếp. Sáu ơi. Sáu ơi, bên nhà con khổ quá, bây giờ con bán cái củ tỏi này cho chú. Chú bán lại con mấy miếng bánh xèo được không? Được. Bán 5 triệu thôi. Không. Bán 5 triệu mua cái mâm bên đây luôn á. Chia nước thôi, chia nước mắm thôi. Tụi bên hết cho thấy em cũng còn ngoan, học sinh ngoan, giỏi. Ngoan mà, dễ thương. Em ngoan mà. Sự. Con có thể đổi một cái chén nước mắm được không? Được, đây bỏ ra em có gì đổi không? Rồi. Dạ. Ở đây là đổi con gà nè. Dạ. Đổi cho nước mắm nè. Đổi cái gì á, em đổi gì? Trời ơi, nước mắm kẹo kẹo ngon. Em đổi lấy sự nghiệp của em đi. Cho em đổi lấy sự nghiệp của em đi anh. Thôi rồi. Đổi sự nghiệp anh ơi. Đây, Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn của Chin Su. Wow. Đây là ngon này. Hiếu ơi. Đi luôn. Đủ ba, đúng rồi, ba cái. Đúng rồi. Anh em mình mỗi người xin cái, đúng không? Anh em mình mỗi người xin cái. Rồi. Rồi. Wow. Có nè ghép. Ủa? Ủa? Mọi người xin cái chú ok thì giờ bốn cái. Rồi. Chú nãy chú nói ok. Không, chú ủa là sao không lấy rau? Không, chú ủa là sao không lấy rau? À, combo. Phải chú lấy rau. Tăng là phải đủ combo. Đúng rồi, phải có rau nha con. Rồi chú về đi. Cảm ơn gia đình ạ. Chấm miếng mắm đi, mắm ngư đi. Mắm này phải nhiều. Đúng rồi, chấm đi ngập nữa mới ngon. Anh ơi, thôi em xin rau quá đã. Rau gì? Rau kho quẹt ạ. Ui. Gắp đi. Em xin. Em xin, em cảm ơn anh. Mắm quẹt không? Lấy quẹt không? Quá. Để anh thử trước cái lẩu nha. Để anh húp cái lẩu. Đau ngon quá. Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ chấm nước mắm. Xin giới thiệu với các bạn về tỏi Lý Sơn ha. Tỏi Lý Sơn thì cái vỏ bên ngoài của nó là nó có màu trắng ngà và rất là nhiều cái tép nhỏ bên trong.
Nó có cái vị cây the nhưng mà hậu thì nó lại ngọt với cái hàm lượng tinh dầu rất là cao. Ngon quá, nó ăn một muỗng là không có cảm nhận được. Phải nữa đi anh ơi. Wow, ngon quá, này chấm mày chấm đã. Ê, lẩu ngon nha mọi người. Đúng là có tỏi lý sơn thiệt. Chua, chua, cay, rồi the. Rồi. Mùi tỏi thoang thoảng. Tâm tầng cũng ra lý sơn ăn, mà chỗ nào cũng ăn được. Rồi phải thử một miếng, phải đậm đà. Thôi vậy anh, thôi vậy. Ngon liền. Dạ. Ngon liền. Dạ. Trời ơi. Trời, ngon, ngon. Cái vị nó sao anh? Thơm lừng. Cái lẩu này á, là cá tra mà người ta phi lê ra khi nó còn sống ha. Dạ. Và cá này không phải cá nhỏ, cá cũng vừa vừa. Cái bần thì nó chua thanh, nhưng mà ở đây người ta dùng đường phèn một ít thôi cho nên nó ngon á. Anh ơi, anh nói anh hứa cho em miếng nước mà. Cho em xin mình luôn. Ra luôn ha. Cái ly đó lộn cái chén của em ở đây nè. Bình tĩnh Tuấn ơi, anh xin lỗi mà. Đói mà. Thắng mà cái lộn. Không, cái lẩu này ai không húp là tiếc một đời. Vậy hả? Phải húp mới biết nó ngon như thế nào. Trời ơi. Tự nhiên thấy trái cây cũng ngon. Thôi tiếc một đời. Để anh bỏ thêm cá vô. Trời ơi anh ơi. Mình ăn cá với rau với đồ đó. Để tôi ăn miếng sâu nha, để tôi thử miếng sâu nha. Thử nước sôi. Trời ơi, cái lẩu ngon quá. Em ơi, muốn đá cái lẩu không? Muốn đá lẩu. Ừ. Thơm nha, có nước cốt dừa nha mọi người, chấm mấy muối. Thôi. Em ơi, cái lẩu ngon lắm em ơi. Anh cũng muốn ăn thử nước cơm, nước thịt của bên em. Ngon, ngon tức. Ngon, ngon lắm anh. Nó không bị khô mà không ướt, vừa đủ. Đẹp. Mùi nước cốt dừa thoang thoảng thì ngon lắm. Ngon, ngon. Mềm mại. Chú cho ít nhiều đi cho con ăn, nó đói quá, giờ nó đi học tới nơi rồi mà giờ nó không có gì ăn hết. Thật là tội nghiệp. Ăn cái này không? Không, lẩu á. Lẩu hả? Không, lẩu á. Lẩu hả? Ừ. Thôi vậy lấy cái nồi nhà chú qua luôn đi. Xin bằng cái nồi rồi. Nhiều quá. Được không, em ấy hộ cho. Ừ, em ấy hộ rồi. Em ấy cho. Gia đình khổ quá. Gia đình trong diện gì vậy? Làm một đứa tụi nó mồ côi. À vậy hả? Mồ côi mẹ, mồ côi cha luôn hả? Ủa vậy đây là gì? Đây là gì? Đây là... Trong viện thẩm mỹ. Trong viện thẩm mỹ. Thẩm mỹ lỗi. Gia đình này trong viện thẩm mỹ lỗi. Có viện mồ côi, tôi viện thẩm mỹ. Mà bị lỗi. Xong rồi thấy cái hoàn cảnh kết hợp với nhau. Trời ơi, húy hóa quá. Bởi vì bà con xa ông bằng láng giềng gần ấy nóng gì. Bà con xa ông bằng láng giềng gần ấy nóng gì. Nói lời chúc là gì đi. Chúc chú giọng ngân nga như cá tra. Chúc chú giọng ngân nga như cá tra. Cá tra khi nó ngân nga làm gì ta? Ngân nga Trời ơi, mẹ đi làm hề con ơi. Mẹ đúng rồi, đúng. Mẹ đẹp ơi. Mẹ đem về cho tụi con ăn nè. Wow. Trời ơi, ta xài xế mẹ con ơi. Mấy em ơi, thật sự là cái xô rất ngon nha. Mấy đứa, xôi ngon cực kỳ trời luôn. Trời ơi, cảm ơn chú. Anh cho cả gà đi, anh Chuẩn. Cái gì? Nãy giờ thấy con chú Sáu là thương bên nhà mẹ con mình thôi. Gà hả? Lấy cái tóc của con của anh ra cái. Vui vui quá. Cầm vô có xui không vậy? Xui em. Dạ. Cái lẩu ăn đi, cái lẩu ngon lắm. Nặng với cơm với trái cây ngon kìa. Thông cảm nha. Chồng tôi cho người ta mà biết cách cho. Cho mà dằn mặt dằn mang chén vậy tôi xin lỗi nha, mất phước mất đức tôi xin lỗi nha. Cảm ơn chú, tối qua ở với tôi nha, tối qua ở với tôi nha. Ngồi tại em thấy mọi người ở bên kia vận động cả ngày cả đêm. Trời ơi, biết đền đáp chúng sao nhớ người tốt. Người tốt là trên cuộc đời này nè. Hết giờ ăn à, hết giờ ăn à. Bưng về em ơi, bưng về em ơi, bưng về em ơi, bưng về em ơi, hết giờ rồi. Rồi, hết giờ ăn à, hết giờ ăn à. Bưng về em ơi, bưng về em ơi, hết giờ rồi. Tất cả đã là số phận rồi.
Các bạn biết tại sao phải hết giờ ăn nhanh như vậy không? Sao vậy mẹ? Bởi vì các bạn còn một cái phần thi quan trọng ở phía trước, đó là phần thi người đẹp nhân ái. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.